Chào tất cả anh em nha. Nay mình là giới thiệu với anh em cái lò xo bảy bềm bẹp nha anh em. Này là bảy bềm bẹp nè, mình làm bảy bềm bẹp mẹt chim xăng nè, cúm núm gà nước đồ đó anh em. Rồi cái lập quắt đồ cũng được, nếu mà lập quắt cái này hơi mạnh miếng, lập quắt thì xài nhỏ hơn cái này một chút cũng được, hoặc cái này thì nó cũng ok. Này là 2,5 ly nha anh em, một cặp nó thì có một cái một đực ha, một cặp nó là vậy. Sợ nó là sợ thép là 2,5 ha. Cái râu đó là mình chừa dài cho anh em là một tấc ha. Còn cái thịt lò xo này nè là 5 phân ha. Cái lỗ này anh em có thể đúc cái dừa cái sắt 10 trở xuống nha anh em. Đó, đó lò xo lục bình điệp. Còn có các loại lò xo lớn hơn cũng có mà nhỏ hơn cũng có nha anh em. Lớn hơn thì mình làm cái vịt cu rồi ha. Xo lớn hơn này. Làm cái bẫy cầm tay thôi. Lò xo này cà bá luôn anh em. Lò xo này sợ 4 ly nè, chành bành luôn. Rồi nhỏ hơn cũng có nha anh em, nhỏ hơn làm lụp quắt cu hay chào màu chích chè thì mình đều có hết ha. Anh em nào mà cần lò xo thì cứ liên hệ mình ha. Số Zalo mình là 0936059090 nha anh em. Hàng mình ship toàn quốc. Chào tất cả anh em nha.